Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Donacop về đề xuất lập hồ sơ thực hiện đầu tư dự án thành phố mới Nhân Trạch. Cùng dự có quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, lãnh đạo các sở ngành và một số địa phương liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện Donacop đã trình bày ý tưởng đầu tư dự án thành phố mới Nhân Trạch trở thành một khu đô thị thương mại dịch vụ hiện đại, gồm trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm hỗn hợp ven sông, trung tâm thương mại cao tốc với quy mô diện tích hơn 1,7 ngàn hecta nằm dọc theo sông Đồng Nai, trong đó diện tích tại huyện Nhân Trạch hơn 1,6 ngàn hecta và hơn 160 hecta tại huyện Long Thành. Theo Donacop, khi thành phố mới Nhân Trạch hình thành cùng khu đô thị kinh tế mở Long Hưng sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh Đồng Nai. Do đó, Donacop kiến nghị được cập nhật dự án này vào quy hoạch chung đô thị mới Nhân Trạch và quy hoạch sử dụng đất huyện Nhân Trạch giai đoạn 2021-2030 đang thực hiện để làm cơ sở triển khai dự án. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành địa phương và quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức cũng đã trao đổi về tính pháp lý của việc triển khai dự án thành phố mới Nhân Trạch theo ý tưởng của Donacop. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, cùng với các dự án hạ tầng lớn như sân bay, cao tốc, cảng biển, thì việc quy hoạch phát triển đô thị lớn sẽ tạo sự phát triển chung cho địa phương, thay đổi bộ mặt của tỉnh. Muốn có được những vấn đề trên thì phải xây dựng quy hoạch, các dự án đề xuất nhưng không xem xét, sớm cập nhật vào quy hoạch tỉnh thì sẽ không có căn cứ để triển khai. Do đó, lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất triển khai dự án thành phố mới Nhân Trạch và có báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía nhà đầu tư, đề xuất cũng tiếp thu ý kiến đóng góp của sở ngành địa phương về những vấn đề liên quan, hoàn thiện hồ sơ dự án để tỉnh tiếp tục xem xét.